cuộc đối đầu giữa team Sơn Hà và team Liên Quân Trà Xanh. Tỷ số đang là 1-0 dành cho team Sơn Hà với sự xuất sắc của anh rồi. Lại quên mất không vòng mải chém gió với anh em, lại quên mất không view máy của anh 6. Và người cầm Sumerian, anh kẻ phản bội trong trận đấu này, cầm phía bên trong cánh, cũng như tôi bình luận như thế này thì nó có bị ảnh hưởng gì không khi mà phía bên kia không biết ngồi đâu. Đây là Maxi trong tay của anh màu 7. Tôi tạm thời gọi là anh màu 7, mình không biết tên. Đây là anh Tam. Và người đã có một trận đấu chém tốt khi được cầm Kataria ở phía bên ngoài. Và đây là một trận đấu mà anh được cầm một quân tuyển hơn, đó là Yamato. Chúng ta hãy cùng xem anh thi đấu như thế nào thôi. Vâng, pha vẩy e cũng rất gì về này nọ từ anh Tam nữa, không phải là đơn giản. Và nhìn pha vẩy e vừa rồi tôi lại cứ tưởng top 1 nào thi đấu. Kamita được em nào trong game TV chưa? Vai, đúng là giải đấu của Hải Phòng một khác. Vâng, em lên đây toàn thấy anh em toàn những cái chuyện gọi là chăn gối với cái gì gì thôi. Anh Nguyễn Thu Hiền lại còn tối, anh dẫn đi Đồ Sơn. Người thì bảo anh bao tiền phòng thì mắc binh rồi. Bình luận là thằng nào đấy, em xin giới thiệu với anh em là Kami của GameTV. Rất vui khi ngày hôm nay được bình luận cho giải đấu Kiến trúc Hải Phòng. Còn nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ 3. Và như vậy ở trong trận đấu này thì bên mình có một, vâng, bên Sơn Hà có được một Sumerian ở phía bên trong cánh, Yamato ở phía bên ngoài rồi. Khá đẹp, nó sắp xếp là tương đối mắc binh dành cho các thành viên của bên phía team Sơn Hà trong trận đấu thứ hai. Và xe ở đẩy ra phía bên ngoài, xe ra đẩy phía bên ngoài, Sumer ở phía bên trong, rất mắc binh. Cơ hội để có thể kết thúc luôn trận đấu này. Vâng, còn có một Maxi nữa, vâng, đẹp thế hả rời. Kami không phải là Kamachi Love của Thái Bình à? Vâng, em không phải là Kamachi Love. Hôm qua sẻ với ông anh ai thắng sẻ làm 4k. Hôm nào anh mời anh về Quốc Lâm bình luận giải ăn ghẹ mở rộng nhé. Vâng, anh cứ mời em thì em thật còn dễ hơn cả cái em gì ở Đồ Sơn, thề luôn. Anh em cứ gọi là em đi thôi. Nhưng vấn đề là gọi thì phải thông qua GV thì em được tính lương. Mong tất cả anh em hãy thông cảm. Chứ còn anh em cứ đi chỉ đích danh là bảo thằng Kami đi về đâu là em về đấy luôn. Vâng, bây giờ em có thể khẳng định em là người... Vâng, em cảm ơn anh. Em có thể khẳng định em là người dễ nhất ở trong cái phòng kỹ thuật rồi. Bởi vì mấy ông kia thì ông nào cũng có vợ con. Vâng, cứ không thích đi cái là ông bảo là vợ này tao bị ốm. Hôm kia con tao bị ốm. Hôm nọ kỹ thuật viên mố còn cái gì mà tao đưa bà ra đi bệnh viện nữa. Rất lắm lý do. Nhưng em thì không có lý do gì cả, anh em cứ bảo là em đi thôi. Quan trọng là phải được GV thông qua. Bởi vì lúc đấy em được tính lương chứ em thì... Vâng, mặc dù dễ thì dễ nhưng mà nếu như mà... Đi làm free thì cũng rất khó khăn về mặt kinh tế. Bởi vì lúc đó thì sẽ không được công ty tài trợ tiền đi lại, ăn uống các thứ. Quan trọng hơn hết là không được trả lương. Thế thôi. Vâng, quay trở lại với trận đấu này thôi. Đây là người cùm Sumerian, anh kẻ phản bội ở phía bên trong cánh. Vâng, bài 3 voi này, anh kẻ phản bội. Rất ghê. Bài 3 voi, vâng, cũng có rừng này. Thực ra thì đây là bài mình nói mà kín thì cũng không kín lắm. Nhưng mà vâng, lại được cái là cả hai chém tuyển ở phía ngoài đó, xem và ra thì có thể hoàn toàn có thể chơi thoải mái hơn. Còn đây là Maxi trong tay của anh. Vâng, anh đặt tên là 1. Vâng, tôi có thể có lẽ nên tôi nên gọi là No 1 thì hợp lý hơn. Vâng, nghe nó thân quen. Kami đang ở Đồ Sơn à? Vâng, theo thông tin mà em biết được thì cách cái khu vực này cách Đồ Sơn khoảng 30 cây. 18. Vâng, cách như vậy cách có 18 cây rồi. Vâng, theo em được điều tra thì biết được một điều như thế.
Năm ngoái thực ra mình cũng đến đây quay giải rồi, nhưng mà lại chưa đi được, bởi vì lúc đấy mình phải xong giải để đi ăn uống với anh em. Về ăn uống anh em thì muộn rồi thì về, không có dịp được trải nghiệm Đồ Sơn nó như thế nào. Hy vọng rằng là vâng lần này thì có thể được trải nghiệm những cái những món ăn đặc sản, những món ăn tinh thần đấy của hàng người dân Hải Phòng. Vâng, 25 nông dân tới từ người cầm Maxi. Vâng, 4 kèm xăm trong trận này ở góc 6 giờ. Đây là Sumerian trong cánh. Vâng, còn đây là Yamato ở phía bên ngoài và cũng là ăn tranh với mùa 4. Vâng, mùa 4 không biết là người cầm muốn gì. Phải giết được mùa 4 trong trận này. Bởi vì nếu như để mùa 4 khỏe, vâng, Maxi thì ở phía bên trong cánh rồi. Yamato này mà để cho mùa 4 khỏe, mùa 4 chơi kiểu vâng chém quấy thì rất là rát họng. Nguyễn Trọng Văn trả lời câu hỏi của em, của anh trước đi. Hôm qua được trả Facebook 1 tháng, được Facebook trả bao nhiêu tiền? Cái này thì em biết làm sao được, anh phải hỏi nó chứ. Vâng, như vậy là 4 không ăn được vàng trận này. Tôi cảm giác là như vậy. Đang tươi, không biết là quân gì. Như vậy là Summer không đơn giản để có thể giết được người cầm Summer, vì đơn giản dân nó trâu máu. Không biết quân luôn, em thấy là không có quân soi, anh không ai xem tao. À vừa rồi thì mình biết được bố là người cầm Summer, đây rồi. Vâng, anh em đánh không ai soi quân cả, nên là mình cũng hơi khó, bây giờ thì mới biết. Vâng, phía bên kia thì có Baby, Summer, Kata và Summer. Bên mình Summer, Sen, Maxi và Ya, như vậy là quân không có cửa gì cho đội bạn rồi. Vâng, quân không có gì để có thể chống được cung chống được Imaxi chương 3 cả. Vâng, để Babylon lên cung A thì chắc là lúc đấy bên mình là bật 4 hết rồi. Tham lai là 330. Một bài lên không quá sớm tới người cầm Yamato, nhưng vấn đề là đang có một bài chém rất tốt. Rất tốt tới thì anh Tam. Vâng, có lẽ rằng anh chỉ cần học thêm một khóa ép đời thôi thì anh sẽ đánh rất mắc binh. Anh ép đời không mắc binh thôi. Ngoài ra thì mọi thứ đều là tuyệt vời tới anh cầm 18 anh Tam này. Còn đây là 17, tham lai đang chỉ là 20. Nhưng Maxi này nó không quan trọng dần lắm, mà nó quan trọng hơn hết đó là có nhà y hay chưa. Vâng, như vậy là có một nhà y. Đóng thêm cái y thứ hai đi, còn đồ sẽ được xin tới những người đồng đội của mình. Sumerian tham lai là 43/52 thời điểm phút thứ 17. Vâng, đóng cả BC. Quá khủng khiếp. Bình thường thì người ta sẽ nâng cấp chặt gỗ 2 trước, sau đó thì có dư gỗ mới đóng BC, còn không anh đóng BC trước luôn khi nâng chặt gỗ 2. Vâng, tiếp tục đẩy cung R sang kẹp xăm. Vâng, tôi không hiểu là anh có bốn có thủ án gì với ông mà vâng với anh em Sơn Hà hay không mà vâng kẹp xăm hai nhà đánh rồi lại còn đến cả người cầm Summer ở trong góc công mà nữa. Thế này đỡ kiểu gì? Vâng, gặp tôi là tôi sẽ quit. Gặp tôi là tôi quit luôn. Hoặc là có một tên F3 quay lại và chơi vâng làm vài set boxing. Sau đấy là sẽ quay lại đánh chế. Quá khó thở rồi. Vẫn đang chưa có anh xe tới người cầm Summer đi ăn. Quá khó thở. Kami có đẹp trai không? Tất nhiên một điều đó là đẹp trai rồi. Anh đừng nói những câu dư thừa như vậy. Anh đừng hỏi những câu mà ai cũng biết. Đánh ở quán Nguyễn Bình, 51 Nguyễn Bình nhá, tầng 4. Đúng rồi, gần Đại học Hàng Hải. Vâng, nhưng mà đội bạn đã quit rồi. Một trận đấu mà các bạn thấy ra anh Summer cầm Sumerian kẹp xăm quá khổ rồi. Kinh không trên 13. Vâng, mặc dù phía bên kia anh màu 3, anh cầm màu 3 cầm Catalian đánh cũng rất tốt, kinh 18/0. Nhưng mà cái vấn đề là vâng, người cầm Sumerian không thể chịu nổi nhiệt và tỷ số là 2-0 ở trong vòng đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong ít phút để đến với trận đấu tiếp theo thôi. Hello anh. Vâng, bây giờ thì cũng đang có huyền thoại Fioruna đang ở đây. 700 người xem anh ạ. Không biết đâu. Camille lương tháng được bao nhiêu vậy? Lương tháng của em thì